cập nhật tình hình chiến sự Nga, Ukraine và thế giới trong 24 giờ qua. Miền Tây Nam nước Nga bị tấn công, kho nhiên liệu nổ tung vì UAV. Ukraine bắt giữ cựu bộ trưởng vì nghi phản quốc. Mỹ duyệt gửi tên lửa tầm xa Atak MS, tuyên bố Ukraine có toàn quyền sử dụng. Nga đang biến tốc mát thành điểm then chốt của tuyến phòng thủ thứ hai quân đội Nga ở Ukraine nhận tin sách đánh từ Điện Kremlin, cánh cửa trở về nước bị đóng sập lại. Đồng minh lâu năm nhất của Nga quay xe cầu cứu Mỹ. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Miền Tây Nam nước Nga bị tấn công, kho nhiên liệu nổ tung vì UAV. Kính thưa quý vị, ngày 17 tháng 9, viết trên Telegram, thống đốc khu vực Orion của Nga ông Andrei Klitschkov cho biết, một máy bay không người lái UAV Ukraine đã làm hư hại kho chứa dầu ở tây nam của nước Nga, gây ra hỏa hoạn từ thùng nhiên liệu. Đám cháy sau đó đã được dập tắt. Ông nêu rõ không có thương vong, tất cả các đơn vị ứng phó tình trạng khẩn cấp đang làm việc tại khu vực xảy ra vụ tấn công. Hiện truyền thông chưa thể xác nhận thông tin kho dầu bị hư hại do mảnh vỡ UAV hay bị tấn công trực tiếp. Trong khi đó, theo Ukrainska Pravda đưa tin, không quân Ukraine trên Telegram cho biết, trong đêm 16-17 tháng 9, quân Nga tấn công Ukraine bằng tên lửa hành trình phóng từ trên không và UAV-12 trong số 16 mục tiêu trên không bị bắn hạ. Không quân Ukraine cho biết, tổng cộng có 16 mục tiêu trên không được ghi nhận. 6 UAV Shahed 136-131 phóng từ hướng Đông Nam và 5 Primosco, Agnac, Chauda và 10 tên lửa phóng từ trên không KH-101, KH-555, KH-55 được bắn từ 9 máy bay chiến lược Tu-95MS có cắn từ căn cứ không quân Angles. Theo không quân Ukraine, hướng chính của cuộc tấn công là phía nam tỉnh Odessa. Nhờ hiệu quả của lực lượng phòng không, 12 mục tiêu trên không đã bị tiêu diệt, bao gồm là 6 UAV Shahed 136, 131, 6 tên lửa hành trình KH 101, KH 555, KH 55. Thông báo của Không quân Ukraine có đoạn: "Máy bay chiến đấu, đơn vị tên lửa phòng không, nhóm hỏa lực cơ động và các vũ khí khác của Ukraine tham gia đẩy lùi một cuộc tấn công trên không." Một cuộc tấn công của tên lửa Nga vào khu vực của một doanh nghiệp nông nghiệp dân sự ở Odessa đã được ghi nhận. Cơ quan tình trạng khẩn cấp của vùng đang hoạt động và chính quyền quân quản địa phương sẽ báo cáo hậu quả. Ukraine bắt giữ cựu bộ trưởng vì nghi phản quốc. Thưa quý vị, tòa án tại Ukraine ra lệnh tạm giữ một cựu bộ trưởng trong 60 ngày, không cho tại ngoại, vì tình nghi, bày tỏ thái độ nghiêng về phía Nga và phạm tội phản quốc. Ông Nestor Furik bị cáo buộc giữ liên lạc với một nghị sĩ Ukraine đang lẫn trốn và bị nghi làm việc cho cơ quan an ninh Nga để tiếp tay cho các kế hoạch kích động tư tưởng ly khai ở miền đông đất nước này. Video quay cảnh tòa án ở Kiev ra lệnh giam giữ ông Sufrik đã được lan truyền trên nhiều trang tin tức của Ukraine. Đây là những gì chính quyền cần, ông Sufrik nói trong video do đài Public Suppose Television phát hành trong lúc bị lực lượng chức năng còng tay và dẫn đi. Truyền thông Ukraine dẫn lời luật sư của ông Sufrik cho biết họ sẽ kháng cáo quyết định của tòa án. Ông Sufrik từ lâu đã là thành viên của các nhóm chính trị thân thiết với Moscow trong đó có một chính đảng bị cấm hoạt động kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Ông Sufrik từng giữ chức Bộ trưởng Tình trạng Khẩn cấp dưới thời Tổng thống Viktor Yanukovych, người đã trốn khỏi Ukraine sau các diễn biến năm 2014 dẫn đến việc Nga tuyên bố sáp nhập Crimea. Điều tra viên từ Cơ quan An ninh Ukraine SBU cho biết, Ông Sufric cũng có mối liên hệ chặt chẽ với Viktor Medvedchuk, một cựu nghị sĩ đã được đưa sang Nga vào năm ngoái để đổi lấy tù binh Ukraine. Họ cũng cáo buộc ông Sufric đã thực hiện chỉ thị của các quan chức Nga và thân Nga nhằm thúc đẩy các chính sách có lợi cho Moscow ở Ukraine. Vì cựu bộ trưởng từng hội đàm với phe ly khai ở miền đông Ukraine, vào năm 2014 và kêu gọi chính quyền Kiev xem xét thực hiện thỏa thuận với Moscow về việc thành lập các vùng lãnh thổ thân Nga ở đó. Dù chính đảng của ông bị cấm hoạt động, ông Sufrik vẫn là thành viên Quốc hội Ukraine. Từ năm 2019, ông là chủ tịch một ủy ban quốc hội về tự do ngôn luận. Nhà chức trách cho biết Quá trình khám xét nhà của ông Sufrid vào hôm 15 tháng 9 đã phát hiện tài liệu về việc thành lập các thực thể ly khai ở miền đông Ukraine cùng với các huy chương và biểu tượng khác của Nga. Mỹ duyệt gửi tên lửa tầm xa Atacms tuyên bố Ukraine có toàn quyền sử dụng. Thưa quý vị, Mỹ và Đức đang thảo luận về việc chuyển giao tên lửa tầm xa Atak và Taurus cho Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh rằng việc sử dụng tên lửa Mỹ như thế nào là tùy thuộc vào lực lượng vũ trang Ukraine. Cuộc họp báo chung giữa hai ông Blinken và Ngoại trưởng Đức Annalena Barbock, Pravda, châu Âu đưa tin. Ngoại trưởng Mỹ, ông Antony Blinken bình luận về khả năng cung cấp tên lửa Attack MS, lưu ý rằng khi chuyển giao từng hệ thống vũ khí cho Ukraine, một số yếu tố khác sẽ được tính đến người ukraine có thể sử dụng chúng một cách hiệu quả ngoài ra các hệ thống phức tạp mới cũng cần được bảo trì và tất nhiên chúng tôi thực hiện việc này họ cần có khả năng bảo trì chúng đúng thời hạn và điều này không tự động xảy ra và sau đó chúng phải phù hợp với một chương trình quân sự tổng thể có ý nghĩa nhằm giúp ukraine đạt được các mục tiêu của mình ngoại trưởng mỹ nhấn mạnh ông nói thêm rằng cách người ukraine sử dụng những vũ khí này là việc của họ và họ phải đưa ra quyết định về những gì có thể hiệu quả nhất trong việc khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của mình. Theo chính sách của chúng tôi, chúng tôi không khuyến khích hoặc cho phép sử dụng hệ thống vũ khí của chúng tôi bên ngoài Ukraine. Nhưng một lần nữa, đây là quyết định của Ukraine, ông Blinken nói. Nga đang biến tốc mát thành điểm then chốt của tuyến phòng thủ thứ hai. Thưa quý vị, Nga đang biến thành phố Tốc Mát bị chiếm đóng ở vùng Zabrychia thành trụ cột chính của tuyến phòng thủ thứ hai. Bộ Quốc phòng Anh đã đưa tin này trên Twitter, trích dẫn thông tin tình báo. Báo cáo cho biết, có khả năng là trong những ngày gần đây, lực lượng Nga đã tăng cường phòng thủ xung quanh thành phố Tốc Mát bị chiếm đóng ở miền nam Ukraine, nằm cách chiến tuyến hiện tại khoảng 16 km. Đặc biệt, chắc chắn Nga đang triển khai thêm các trạm kiểm soát tuyến phòng thủ chống tăng và hào mới. Việc này đang được Tập đoàn Quân Phối hợp số 58 của Nga thực hiện. Tốc Mát đang chuẩn bị trở thành chốt trong tuyến phòng thủ chính thứ hai của Nga. Việc cải thiện khả năng phòng thủ của thành phố có thể cho thấy mối lo ngại ngày càng tăng của Nga đối với bước đột phá chiến thuật của Ukraine đối với tuyến phòng thủ chính đầu tiên từ phía Bắc. Bản tóm tắt tình báo Anh nhấn mạnh. Như Union đã đưa tin, vào cuối tháng 8, người ta biết rằng quân đội Ukraine đã chọc thủng một khu vực kiên cố của tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga ở mặt trận phía Nam. Giờ đây, sau khi chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của quân chiếm đóng Nga ở khu vực Zaporizhia, các binh sĩ của lực lượng vũ trang Ukraine đang mở rộng phạm vi vi phạm đã được tạo ra ở đó. Hiện nay, lực lượng phòng vệ đang chuyển thêm trang thiết bị và nhân sự về hậu phương chiến thuật của liên kết này. Quân đội Nga ở Ukraine nhận tin xét đánh từ Điện Kremlin. Cánh cửa trở về nước bị đóng sập lại. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Andrei Katapolov cho biết, những người Nga được huy động sẽ rời khỏi khu vực chiến đấu sau khi cuộc xâm lược của Putin ở Ukraine kết thúc. Họ sẽ trở về nhà sau khi hoàn thành chiến dịch quân sự đặc biệt, không có sự luân chuyển. Họ có thể nghỉ phép sau mỗi 6 tháng phục vụ. Katapolov nói và lưu ý rằng thời gian nghỉ phép không bao gồm thời gian đi lại. Quan chức này cho biết, đây là một quá trình liên tục, có những đơn vị mới được thành lập và bổ sung, có người bị thương và phải ngừng phục vụ trong một thời gian. Những đơn vị này phải luôn sẵn sàng chiến đấu. Ngày 15 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết có tới 300.000 công dân Nga đã ký hợp đồng với lực lượng vũ trang Nga. Vào ngày 8 tháng 9, Phó tướng Duma Quốc gia, Trung tướng Andrei Gurulev đã viết trên kênh Telegram của mình rằng việc luân chuyển những người được gọi đến vùng xung đột sẽ không được thực hiện thông qua một cuộc huy động khác. Bình luận về lời nói của Gurulev, Andrei Katapolov nói rằng thay vào đó, binh lính hợp đồng sẽ được sử dụng để luân chuyển. Việc huy động một phần được công bố ở Nga vào ngày 21 tháng 9 năm 2022. Sau đó người ta lên kế hoạch tuyển dụng khoảng 300.000 người. Ngày 28 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết đợt huy động đã kết thúc. Theo chuyên gia, việc thay đổi này sẽ làm cho tinh thần lính Nga và gia đình họ xuống tới đáy. Báo cáo về việc lính Nga đạo ngũ và đầu hàng Ukraine đang gia tăng trong thời gian gần đây. Với việc thay đổi trên, người ta có thể nhìn thấy việc lính Nga trốn khỏi chiến trường Ukraine ngày càng nhiều thêm. Đồng minh lâu năm nhất của Nga quay xe cầu cứu Mỹ Thưa quý vị, việc binh lính Mỹ đến tham gia cuộc tập trận ở Armenia khiến Nga lo lắng. Trong nhiều thập kỷ qua, Nga vẫn đóng vai trò là quốc gia bảo đảm an ninh duy nhất cho nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Cuộc tập trận mang tên Đối tác Đại bang kéo dài 10 ngày, bắt đầu từ đầu tuần này. Với sự tham gia của 85 binh lính Mỹ và 175 binh lính Armenia, nhằm chuẩn bị cho việc lực lượng armenia tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình quốc tế dù có quy mô nhỏ nhưng đây là cuộc tập trận mới nhất trong một loạt hoạt động mà bộ ngoại giao nga gọi là những hành động không thân thiện của đồng minh truyền thống armenia gần đây gửi viện trợ nhân đạo lần đầu tiên cho ukraine và quốc hội nước này chuẩn bị phê chuẩn quy chế rome của tòa án hình sự quốc tế nghĩa là nước này sẽ có nghĩa vụ bắt giữ tổng thống nga và vladimir putin nếu ông đạt chân đến đất nước mà Nga từ lâu đã coi là sân sau của mình. Armenia tìm kiếm đối tác quốc tế mới xuất phát từ việc họ thấy Nga không thể hoặc không sẵn lòng bảo vệ Armenia trước những hành động mà họ coi là gây hấn từ nước láng giềng Azerbaijan. Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan gần đây phát biểu rằng đất nước của ông đang bắt đầu nếm trái đắng của sai lầm chiến lược khi chỉ trông cậy vào một đối tác truyền thống để bảo vệ đất nước. 99,999% cấu trúc an ninh của Armenia liên quan đến Nga, nhưng ngày nay chúng ta thấy rằng bản thân Nga cũng đang cần vũ khí. Dù có mong muốn như vậy thì Nga cũng không thể đáp ứng được nhu cầu của Armenia. Ông Pashinyan nói trong cuộc trả lời báo La Repubblica của Ý vào đầu tháng này. Và quyết định này của Armenia về việc tập trận chung với Mỹ càng khiến quan hệ giữa nước này với Nga xấu đi. Tuần trước, Nga triệu tập đại sứ Armenia tại Moscow để nói về việc trao đổi khó khăn. Politico đưa tin, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng trong các cuộc tập trận không giúp tăng cường bầu không khí tin cậy lẫn nhau trong khu vực. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hàm thư htdnews btvgmail gmail com một lần nữa thì đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Còn bây giờ thì Giai Kỳ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.